thông tin chúng tôi vừa thực hiện cuối giờ chiều nay chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng lê trung trinh đã tiếp ông odaka yoshimune chủ tịch tập đoàn mikasuki việt nam để trao đổi về việc triển khai hạng mục cầu đi bộ thuộc dự án đà nẵng mikasuki japanese resort and spa tại khu vực xuân thiều quận liên chiểu thành phố đà nẵng trong khuôn khổ tổ hợp dự án đà nẵng pikasuki japanese resort and spa Tại khu vực Xuân Thiều, tập đoàn Mikazuki Nhật Bản mong muốn lãnh đạo thành phố Đà Nẵng nhanh chóng thông qua thiết kế hạng mục cầu đi bộ cũng như các thủ tục liên quan để sớm khởi công vào tháng 1 năm 2023 và hoàn thành vào cuối năm nhằm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật Bản và Việt Nam. Chủ tịch tập đoàn Mikazuki Việt Nam, Odaka Yoshimune bày tỏ sự phấn khởi và chân thành cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ đồng hành của lãnh đạo thành phố Đà Nẵng trong thời gian qua chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng lê trung trinh cho biết lãnh đạo thành phố thống nhất cao chủ trương xây dựng cầu đi bộ của tập đoàn chỉ yêu cầu tập đoàn điều chỉnh lại một số chi tiết trong thiết kế kiến trúc cho phù hợp hơn và trao đổi thêm các vấn đề liên quan đến thủ tục đầu tư đồng thời chỉ đạo sở xây dựng cùng các sở ngành đơn vị liên quan phối hợp và hỗ trợ tập đoàn khẳng trương thực hiện các thủ tục song hành vừa thiết kế vừa thi công trên tinh thần mọi thủ tục sẽ đơn giản hóa và thực hiện nhanh nhất có thể